Các bạn thân mến, trong video hôm trước thì chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình Ledergon, một cái server ảo chuyên nghiệp cho PHP và MySQL. Thế trong video hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm này để chúng ta có thể cài đặt một cái bộ mã nguồn mở framework Laravel và phiên bản mới nhất của nó trong cái thời điểm hiện tại là Laravel 5.6. Đầu tiên thì các bạn sẽ khởi động cái phần mềm đó là Ledergon. Thì ở đây là cái phiên bản mà tôi vừa cài đặt, đó là phiên bản 3.1.9. Các bạn nháy chuột phải vào màn hình này và sau đó chúng ta chọn là Quick Grid và chọn đây là Laravel. Tôi đặt tên cho nó là Block. Sau khi xong thì chúng ta nhấn OK. Đấy. Ngay lập tức là cái màn hình chạy của phần MS-DOS nó sẽ xuất hiện ở đây. Chúng ta không cần phải thêm câu lệnh composer hay là gì cả. Và toàn bộ nội dung này nó cũng sẽ cấu hình cho chúng ta từ A đến Z. Và công việc của chúng ta còn lại là chúng ta sẽ chờ đợi. Như vậy là cái quá trình mà chúng ta cài đặt Laravel đã hoàn tất. Và các bạn thấy là ở đây Laravel đã thiết kế cho chúng ta là cái project của nó theo cái đường path là Ledergon www và vào cái file đó là cái block. Và cái URL mà nó phát triển cho chúng ta luôn là block.dev. Như vậy rất là đơn giản. Và ở đây thì khi mà chúng ta mở vào cái phần database của nó, chúng ta mở cái database lên thì các bạn sẽ thấy ngay là cái cơ sở dữ liệu block đã được thiết lập ở đây luôn. Tức là cái tên của project như nào thì nó sẽ đặt tên cho cái cơ sở dữ liệu của các bạn là như vậy. Kể cả các bạn cài WordPress hay bất cứ một cái bộ mã nguồn mở nào thì nó cũng sẽ thực hiện cái công việc này. Tất nhiên cái cơ sở dữ liệu này chưa có một gì cả. Ở đây thì chúng ta có thể mở để chạy thử cái phần Laravel. Chúng ta nháy chuột phải chọn www và đây chính là cái block mà chúng ta vừa xây dựng xong trên Laravel. Đấy, như vậy là toàn bộ cái nội dung này chúng ta đã thực hiện xong. Và đây chính là cái màn hình khởi động của Laravel. Nếu mà chúng ta mở cái thư mục ổ C ra để chúng ta xem nó ở chỗ nào thì các bạn có thể thấy ngay là cái thư mục block này đó đã xuất hiện ở trong nội dung này. Đây là logo này, www. Và đây là chính là cái block mà chúng ta vừa cài đặt xong với Laravel. Vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt một cái bộ mã nguồn mở Laravel với cái phần mềm mà hôm trước chúng tôi đã giới thiệu với các bạn cách cài đặt và cài đặt một cái bộ WordPress lên máy tính. Video của chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.